Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một cặp đôi. Vâng, xin mời ca sĩ Kim Dung và Hồng Ánh với nhạc phẩm Mộng Ước Đôi Ta. Vâng, ở nhà dành cho chị một tràng pháo tay. Kim Dung và Hồng Ánh xin chào tất cả mọi người trong câu lạc bộ. Tối nay vợ chồng tôi xin gửi một bài hát Ước Mộng Đôi Ta đến mọi người. Xin một lời đưa ra.
Vâng, xin cảm ơn anh chị ạ. Sẽ không bao giờ rời nhau. Chúc anh chị mãi mãi.